Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài đầu tiên của môn tin học lớp 9. Chương 1: Mạng máy tính và Internet. Chương 1: Từ máy tính đến mạng máy tính. Thầy có một câu hỏi như sau: vì sao cần mạng máy tính? Vì sao cần mạng máy tính? Chúng ta có nhu cầu sao chép, truyền dữ liệu, chia sẻ tài nguyên, chia sẻ thông tin, chia sẻ thiết bị cho người khác hoặc là nhận thông tin, nhận tài nguyên của người khác tới. Chúng ta dùng chung máy in, dùng chung các thiết bị cứng, vân vân. Vậy thì vì sao cần mạng máy tính? Ta phải có nhu cầu kết nối lại các cái thiết bị đó, kết nối để mà chia sẻ tài nguyên. Tài nguyên đây được hiểu đó là các cái thiết bị, thông tin, dữ liệu và phần mềm kết nối để sao chép, truyền dữ liệu. Như vậy, mạng máy tính giúp giải quyết các vấn đề một cách thuận tiện và nhanh chóng. Mạng máy tính giúp giải quyết vấn đề một cách thuận tiện và nhanh chóng. Ta đi vào về khái niệm mạng máy tính là gì. Một nhỏ, khái niệm mạng máy tính. A. Mạng máy tính là gì? Thì người ta khái niệm như sau: mạng máy tính là tập hợp các máy tính để kết nối với nhau theo một phương thức nào đó, thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên. Nhắc lại, mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó, thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên. Như vậy đây chúng ta sẽ phân tích ra là các cái kiểu kết nối mạng cơ bản, đó là kiểu hình sao, kiểu đường thẳng, kiểu đường vòng. Thì như hình đầu tiên đó là kiểu kết nối hình sao, tất cả các máy tính đều có chung một cái thiết bị và chúng ta là kết nối chung từ đó ra các máy tính. Kiểu thứ hai là kiểu đường thẳng, kiểu bớt một đường dây thẳng đi tới các máy tính, ngang đầu có một trạm đó. Kiểu kết nối vòng, tức là các máy tính kết nối theo kiểu đường vòng nhau, máy nọ nối tiếp máy kia. Chúng ta sang thứ hai là các thành phần của mạng. Thì chúng ta quan sát trên hình vẽ và chúng ta có đoán được các cái thiết bị đó là gì không? Chúng ta phân chia nó ra. Thứ nhất, chúng ta thấy đó là máy tính của chúng ta, nó dễ dàng phát hiện được. Thì đó người ta gọi là thiết bị đầu cuối. Thì còn thiết bị đầu cuối nào nữa không? Thì chúng ta nhìn kỹ coi, phân chia ra. Máy in cũng là thiết bị đầu cuối. Switch là thiết bị kết nối mạng. Đường dây dẫn gọi là môi trường truyền dẫn, dây dẫn gọi là môi trường truyền dẫn. Đó, như vậy chúng ta sẽ có các cái thành phần, đó là thiết bị kết nối mạng này, thiết bị đầu cuối này, môi trường truyền dẫn này,
Chúng ta đi vào từng thành phần một. Thứ nhất là các thiết bị đầu cuối như là máy in, máy tính được kết nối với nhau tạo thành mạng. Hiện nay có nhiều thiết bị có khả năng kết nối vào mạng máy tính, như là chúng ta thấy đó là điện thoại, tivi, máy tính bảng, vân vân. Nhắc lại, thiết bị đầu cuối như là máy in, máy tính kết nối với nhau tạo thành mạng. Hiện nay thì ngày càng có nhiều loại thiết bị có khả năng kết nối vào mạng máy tính, như là điện thoại di động, tivi, máy tính bảng này. Hiện đại hơn còn có các đồng hồ đeo tay, smartwatch. Thành phần thứ hai đó là môi trường truyền dẫn. Thì cái môi trường truyền dẫn ở đấy đó là người ta nói là cho phép những cái tín hiệu truyền qua được nó, đó là dây dẫn, là sóng. Dây dẫn là sóng, tức là mình hay hiểu đó là không dây và có dây. Dây dẫn là có dây, sóng là các thiết bị kết nối với nhau không dây, là môi trường truyền dẫn. Thì có hai loại, nhắc lại. Môi trường truyền dẫn là cho phép cái tín hiệu truyền được qua nó, đó là dây dẫn và sóng. Dây dẫn thì nó sử dụng môi trường truyền dẫn của đó là các cái dây dẫn, các sợi cáp, cáp đồng trục, cáp xoắn, vân vân. Sóng thì gồm có các loại sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại hay là sóng truyền qua vệ tinh, hay người ta gọi đó là mạng không dây đó. Ta sang cái thiết bị tiếp theo. Các thiết bị kết nối mạng có nhiệm vụ là kết nối các thiết bị đầu cuối trong mạng với nhau, như là vỉ mạng, cạc mạng, cáp mạng, các cái hook, switch, drive, truyền, cổng truyền, router, phát. Các thiết bị kết nối mạng ở đấy nó có nhiệm vụ là kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng. Các thiết bị này cùng với môi trường truyền dẫn có nhiệm vụ kết nối các cái thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng với nhau. Thì tùy thuộc vào yêu cầu của từng mạng mà hệ thống các thiết bị này có thể khác nhau. Ra sang cái tiếp theo đó là giao thức truyền thông. Thì giao thức truyền thông là gì? Ở đây chúng ta hình dung như thế này này. Đó. Một bạn ấy, bạn có thể viết được tiếng Việt không? Ví dụ như vậy. Bên kia người ta không hiểu, người ta dùng trình dịch, người ta hiểu được, người ta truyền thông tin lại. Đó là một cách thông qua một cái chương trình dịch. Giao thức truyền thông đó là tập hợp các cái quy tắc, quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng. Nhắc lại, giao thức truyền thông là tập hợp các cái quy tắc, quy định cách trao đổi thông tin
giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng. Đây là một thành phần không thể thiếu của bất kỳ mạng máy tính nào. Tập hợp các quy tắc, quy định, các trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng. Tại mục 2 và mục 3 chúng ta đọc sách chương trình giảm tải để nhắc ta cố gắng đọc sách. Mục 2 đó là phân loại mạng máy tính. Mục 3 là sách giáo khoa là vai trò của máy tính trong mạng. Chúng ta chuyển sang mục tiếp theo là lợi ích của mạng máy tính. Thứ nhất đó là dùng chung dữ liệu. Việc dùng chung dữ liệu ấy, thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách là chúng ta sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác mà không cần các cái ổ đĩa di động như là các thiết bị nhớ flash, CD hoặc USB. Và cũng có thể chúng ta lưu dữ liệu tập trung ở cái máy chủ, do đó người dùng trên mạng có thể truy cập đến và lấy dữ liệu khi cần thiết. Đó là dùng chung dữ liệu. Nhắc lại, việc dùng chung dữ liệu có thể thực hiện bằng cách sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác mà không cần các cái ổ đĩa di động như thiết bị nhớ flash, CD, USB, vân vân. Cũng có thể lưu dữ liệu tập trung ở máy chủ, từ đó người dùng trên mạng có thể truy cập đến và lấy dữ liệu khi cần thiết. Đó là dùng chung dữ liệu. Và lợi ích tiếp theo đó là dùng chung các thiết bị phần cứng. Tùy thuộc vào điều kiện thì chúng ta có thể dùng chung các thiết bị phần cứng như là chia sẻ máy in này, hoặc là bộ nhớ, các ổ đĩa để nhiều người cùng dùng. Ví dụ như là trong cái hình minh họa này là chúng ta kết nối với nhau để dùng chung một cái máy in hoặc dùng chung một cái máy scan nào đó, thì chúng ta có chung kết nối mạng với nhau để chúng ta dùng được. Cái lợi ích tiếp theo đó là dùng chung các phần mềm. Có nhiều các phần mềm, chúng ta chỉ cần cài đặt lên một cái máy tính để dùng chung cho toàn mạng, dùng chung cho toàn mạng. Ngoài ra, việc dùng chung phần mềm thì giúp chúng ta tiết kiệm đáng kể, bởi chi phí mua phần mềm thì không hề nhỏ. Và chúng ta mua nhiều, cài lên nhiều máy thì nó sẽ tốn rất là nhiều. Cái lợi ích tiếp theo là trao đổi thông tin. Chúng ta cũng có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính thông qua thư điện tử hoặc các cái phần mềm trò chuyện trực tuyến. Phần mềm trò chuyện trực tuyến. Đó là chúng ta ghi bài phần lợi của mạng máy tính như sau. Thứ nhất là dùng chung dữ liệu. Thứ hai là dùng chung các thiết bị phần cứng. Thứ ba là dùng chung các phần mềm. Thứ tư là trao đổi thông tin. Đó là toàn bộ nội dung của cái bài đầu tiên thầy hướng dẫn chúng ta học bài. Chúng ta nhớ khái niệm mạng máy tính là gì, các thành phần của mạng máy tính và lợi ích của mạng máy tính. Và đây, xin chào tất cả các em.